Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với vlog lần này của mình. Hôm nay thì mình sẽ ra ngoài vườn quay vlog cho anh em xem nhé. Trời rất là nắng luôn anh em. Bạn đang làm gì đấy? Hả bạn? Sao làm gì? Sao không lấy cái cưa? Bạn cầm cho tôi để tôi chặt ra. Giữ nguyên nha. Mình chặt cho anh em xem. Cho con dao vào mặt tao. Ok, em đỡ. Đây con. Mới vớt ra sân. Có quả xài trên đây không? Vớt ra sân. Cũng quê vớt hẳn ra ngõ. Tao quay cho này. Đi. Mang ngắn tao lừa. Bạn lừa tôi để tôi chặt giúp bạn thì... Không, để đấy chiều với. Để đấy. Mang đưa đây. Nóng hết cả người. Chặt đi làm gì không? Xong mẹ không để chiều nó mát rồi chặt. Xong chặt luôn cả gốc đi. Quả chua hay sao? Kệ. Anh em ạ, nó như này tình hình ta đấy. Nóng quá cũng khổ mà mát quá cũng không xong anh em ạ. Làm nào bây giờ? À, đây là cái điều hòa anh em ạ. Mệt mỏi các thứ. Ok luôn các con vợ nha. Bên ngoài trời hiện tại là đang là nắng rất là to. Anh em ạ. Nắng rất là to luôn anh em ạ. Rất là to nha anh em. Ok luôn, uy tín luôn anh em nha. Đúng không? Uy tín luôn anh em. Trời đang rất là nắng luôn. Ngồi thẳng lên em. Quay video. Quay video một tiếng. Ngồi yên một chỗ á. Ngồi chơi game đi. Ngồi chơi game cũng được. Tắt tiếng đi. Bên ngoài trời hiện tại là đang là 50 độ nha anh em. Quay chiếc game đây ngồi đây. Quay một tiếng thôi. Bên ngoài trời đang là 50 độ C nha anh em nhé. Vào game đi. Nha anh em nhé. Nó đã giành giải đấu hạn cao thủ nhé. Cái này để nguyên nhưng không là nó tụt phát là rơi ấy. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Quay đi, cái ác lên em. Liên quân à? Chứ còn game gì nữa. Chơi game này cũng được. Đấy, bình luận game đi em. Ok. Cái to đi, cái to. Hôm nay mình sẽ làm về vị tướng gì nhỉ? Mình cũng chưa xác định được. Hôm nay thì mình nghĩ sẽ là chơi công tướng gì đó anh em ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ chơi một cái con tướng nó
hết sức là vô lý nhá anh em. Bây giờ mình nghĩ mình sẽ chơi Florentino anh em ạ. Đấy, mình nghĩ mình sẽ chơi Florentino. Florentino á. Omen, mẹ Omen vẫn lóc. Omen vẫn lóc. Múa, không biết múa, không biết múa đấy đâu, không biết múa. Ok, bây giờ mình sẽ mua con nào đây nhỉ? Mua con bị tưởng sắp sữa hay là AD nhỉ? AD full, sắp full hết rồi. Mình nghĩ mình sẽ mua con tướng nào đó. Đấu sĩ đi. Mời con tướng đấu sĩ đó chính là anh là lốc thì phải. Ok, bây giờ thì mình sẽ mua một vị tướng, đó chính là con tướng ma lốc các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ vào game bắt đầu chơi luôn nào. Đấy. Ok luôn, mình sẽ vào game chơi này. Bây giờ thì em mình sẽ mời thằng bạn vào chơi các bạn nhé. Thì ở đây khá là nhiều người bạn luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ mời vào. 24 giờ nhớ em. Nhìn cái nó chán không có chứ mẹ, 24 giờ nhớ em là cái gì nhỉ? Hiện giờ mạng cảm giác con đang rất là nát luôn các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ vào chơi luôn này. Trận này thì mình sẽ đánh tem nhá các bạn nhá. Chơi game này để đánh tem luôn anh em ạ. Nó cứ phải gọi là rực rỡ. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ vào trận đấu và chơi cho bạn nhá. Đấy. Mày nhờ tao. Vào đây. Vào. Ok, mình sẽ vào trận đấu các bạn nhá. Chơi cho nó. Chơi cho nó sực rỡ luôn anh em ạ. Đấy, chơi nó phải gọi là rỡ. Đấy, ok. Đấy. Ê được có động viên trung thành nhất thế rồi. Nó vui vãi cất ra lắm đấy, không hiểu sao luôn. Tấm chiếu mới 4 điểm. Này thì 4 điểm mà nhờ lật đổ một phát lấy hàng cái tái điện thoại rất là ghê rồi anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ cấm con điêu thuyền nha. Ok luôn, trận đấu này mình sẽ đánh tem như thường lệ. Mình sẽ nghĩ là mình sẽ chơi con tướng Joker hay là con nào đó với rất nhiều con tướng thú vị, không thể biết hết được. Ok, mình sẽ trận này mình nghĩ là mình sẽ chơi liên quân các bạn. Ok, mình sẽ chơi cái con vị tướng là Joker nha. Joker là một tướng cũng khá là phổ biến người chơi nhưng mà mình thấy nó không được mạnh lắm. Ai giúp phòng đây. Đấy, chuẩn chỉnh luôn bạn ơi. Giúp tao win 100%. Giúp đấy. Đấy, giúp tao. Quầm bồng cái là gỡ. Giết em đi. F1 nháo à. Ok luôn. Trận đó này mình sẽ nghĩ mình sẽ chơi cái con tướng gì đó rất là dị luôn anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ chơi con tướng nào anh em ạ. Mình sẽ chơi con tướng tướng Joker các bạn nhé. Ok luôn, chơi Joker này. Đội hình này thật sự là đầu game rất là yếu. À đâu, đầu game mạnh nhưng mà rất là sao nhưng mà tem nó không lết lắm. Mình sẽ chọn một cái con lết thiên hướng về lết á, không có đi đường hướng nào về lết cả. Ui rồi, toàn con tanker thế này. Ui toàn tanker thế này không được rồi, mình phải chơi con nào nhỉ? Thật sự tem nó bây giờ toàn tanker à. Mình nghĩ mình sẽ chơi con Slim á. Slim Ushin. Ok, mình sẽ chơi Slim. Đấy. Chuẩn chỉnh luôn, chơi Slim. 26% tập đánh là cái đéo kìa. Không có ngọc hút máu à, mình đang tìm đến một chút ngọc hút máu đấy. Chứ thật sự mà đi rừng hút máu hình như là hơi phế các bạn. Đấy, F Yuma Murat này.
Nora thì tóc đánh tỷ lệ chiếm mạng các kiểu hút máu tại phần trăm thấy khá là
luôn này, ok luôn bạn nhỏ, ok luôn, mày bắn hộ tao cái. Chạy, chạy đi đâu con bò ơi, chạy đi đâu bò ơi.
thằng này ấy quá nhỉ, thằng này thắng rồi nhá, thì trận này mình MVP.